Các bạn hỏi là các bạn đã bị mắc răng số 7 lâu và răng số 8 thì cũng đã nhổ. Vậy thì có cần làm tháo lắp răng số 7 hay không? Thì vấn đề nó nằm ở chỗ là nếu mà chúng ta không có làm một cái phục hình vào răng số 7 thì khuynh hướng răng hàm trên nó sẽ trồi xuống, và khi đó một thời gian sau thì chúng ta làm phục hình cố định đặt implant rất khó khăn. Và vấn đề mà các bạn là làm phục hình tháo lắp mà muốn nhai tốt thì các bạn phải có những cái điểm tựa. Thì hiện giờ phục hình tháo lắp nó có 3 cái dạng phục hình tháo lắp: một cái là nhựa cứng, một cái là nhựa mềm và một cái là hàm khung. Thì trong trường hợp mà các bạn vẫn làm phục hình tháo lắp, đây là một trong những giải pháp tạm thời, thì bạn cũng có thể làm một cái phục hình tháo lắp để mà giữ cái khoảng để cho cái răng trên nó không có trồi xuống. Còn vấn đề ăn nhai ở đây nó không, bởi vì nó là phục hình tháo lắp cho nên chức năng nhai nó không có tốt, nó không có đảm bảo bằng một phục hình cố định. Vẫn bạn hay nhai bình thường nhưng mà ăn nhai nó không có, có những cái trường hợp mà răng cứng thì bạn ăn nhai cũng rất khó khăn, bởi vì nó có cái sự di chuyển nhẹ khi mà bạn làm phục hình tháo lắp. Có bạn hỏi là bị gian chu rồi bây giờ là muốn tới phục hình răng trên là răng sứ, còn răng dưới là phục hình tháo lắp. Các bạn cũng hiểu rằng giữa một cái phục hình cố định và một cái phục hình tháo lắp nó gây một bất tiện là vấn đề ăn nhai. Ví dụ như bạn cứ tưởng tượng một cái phần nó cố định, một phần nó di chuyển thì cái ăn nhai rất khó khăn. Cho nên nhất là phục hình tháo lắp mà hàm dưới thì bệnh nhân đeo rất là khó chịu. Thì muốn mà để một kết quả tốt nhất thì các bạn nên cần đưa người nhà tới một phòng khám nha khoa uy tín, người ta sẽ lên một kế hoạch điều trị cụ thể và một chi phí hợp lý, thì lúc đó các bạn sẽ tùy các bạn lựa chọn. Nhưng khi mà thực hiện một cái kế hoạch như vậy thì vấn đề ăn nhai là vấn đề số 1, rồi sau đó là vấn đề thẩm mỹ. Cho nên khi quyết định một vấn đề để mà các bạn làm một phục hình thì các bạn cần phải có một sự khám tư vấn của một bác sĩ có kinh nghiệm và một cái phòng nha đặt có uy tín. Các bạn hỏi là khi mà đau cái răng cắm nhưng mà răng hàm trên khi nhổ thì sợ là gây liệt mạch, tổn thương dây số 7 gây liệt mạch. Thì các bạn cũng hiểu rằng là dây thần kinh số 7 là một dây thần kinh chi phối, là một dây thần kinh vận động, có nghĩa là nó sẽ chi phối những cái cơ địa bộ ở vùng hàm mặt. Thì khi chúng ta tổn thương dây thần kinh số 7 thì nó ảnh hưởng, nó làm cho những cái cơ địa bộ vùng mặt bị liệt. Còn vấn đề cái răng hàm trên của các bạn không được chi phối bởi dây thần kinh số 7. Cho nên vấn đề khi chúng ta nhổ mà bị liệt mạc, có nghĩa là khi đó kỹ thuật gây tê là cao quá, cho nó chạm vào những nhánh nhỏ của dây thần kinh số 7 thì nó mới liệt mạc. Thì trong trường hợp liệt mạc này thì nó sẽ hết khi mà khoảng từ 30 đến 45 phút khi mà thuốc tê hết. Nó gọi là liệt tạm thời, chứ còn không có nghĩa là nhổ răng gây liệt mạc.